Trời ác quá. Sao rồi, sao rồi, sao rồi, sao rồi? Gì nhẹ ba? Nó làm cái gì con? Hả? Kể cho ba nghe. Cô ấy tra tấn cánh tả của con. Trời, đàn ông mà chịu đựng dữ vậy. Ba chịu đựng nổi không? Quan trọng ở đây á là không cho nó biết, hiểu không? Con biết rồi, nhưng mà con nghĩ không nói thiệt không được đâu ba ơi. Trời. Bây giờ mình còn cách nào biện minh khác không ba? Biện minh cái con khỉ, bây giờ nói khác con này nó nghi ngờ liền. Ở đây là gì? Giữ bí mật, bây giờ con phải chịu trách nhiệm cái lời của con nói. Không cho nó biết, hiểu chưa? Dạ, nếu như vậy cô ấy sẽ không dừng lại ở cánh tả đâu, mà còn sẽ chuyển qua cánh hữu. Chịu đựng, chịu đựng. Dạ, con biết rồi. Con sẽ chịu đựng vì ba mà. Ba sao vậy? Nó về hả? Dạ đâu có. Mày làm hết hồn mày. Con đi dưỡng thương mà. Ngày ngày hai gói nước cun, thanh nhiệt giải độc lại còn đẹp da. Ông tìm ai? Ông Liễu. Ông Đỗ Tú Vi, ông gặp tôi có chuyện gì không? Liễu ơi, ông từ Củ Chi lên Sài Gòn có chuyện gì không vậy? Bà đừng có giận tôi nữa mà Liễu. Nè, ông tham quan Sài Gòn vui vẻ nha. Bữa nay tôi bận rồi, không rảnh để tiếp ông đâu. Làm ơn cho tôi cơ hội giải thích. Đừng có đụng tôi. Bà Liễu ơi, ông buông ra. Buông ra đi mà, không được nói câu nào nữa. Làm ơn cho tôi vào, tôi rất là bận. Cho tôi giải thích đi mà. Liễu ơi, Liễu ơi, bị hôm qua là cái ngày ngày đám giỗ của vợ của anh cô của tôi mà. Liễu, Liễu. Ông vừa nói cái gì? Là đám giỗ của vợ ông à? Ừ. Sao? Chuyện này rất là quan trọng, sao ông không nói cho tôi biết trước? Ông này thiệt tình là tại sao không nói cho tôi biết chứ? Vở kịch đó đó, lúc nào mình coi lại chẳng được hả ông? Tôi đột quỷ à. Giá như ông nói cho tôi biết trước á thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi. Bị hôm qua tôi phải bỏ cả cái đám giỗ đó để mà tôi đi với bà. Mà nếu con qua mà nó biết được á, nó sẽ không để yên đâu. Bà cũng biết tính nó mà. Cứ nghĩ là bà phải tổ chức sinh nhật trong cô đơn lạnh lẽo, tôi đau lòng lắm. Tôi muốn là tổ chức buổi sinh nhật cho bà thật hạnh phúc. Ông mà đừng nói nữa, tôi hiểu mà. Xin lỗi Liễu nha. À, tôi đói bụng quá. Hay là tụi mình đi ăn món gì nha. À. Tôi ưu tiên cho ông chọn trước á. Ông thích món gì tôi sẽ ăn món đó. Bà thích món gì là tôi ăn món đó luôn. Tôi sao cũng được. Giờ tới đá củi tôi ăn còn thấy ngon mà. Thiệt hả? Thiệt. Nhớ nhà. Nè, ông ăn đi. Ngon không? Nè, con có nói gì cho nó biết không? Hả? Dạ không. Bà ơi, với tính cách của cậu, trước sau gì cậu cũng sẽ tìm hiểu ra thôi. Bà coi cách giải quyết giúp con mà con chết bà. Không được nói nghe chưa. Với tính cách nguồn gốc của con á, chỉ có cách đó là cách duy nhất. Chịu dở vậy? Chịu dở chút xíu mà đau cái gì? Cái gông lớn dán cái miệng lại, hiểu không? Nhắc lại lần cuối, rác mà con thải ra đó là con phải tự dọn nghe chưa? Trời ơi. Anh đâu rồi? Anh lại đây cho tôi. Chết cột bà.
thằng thiệt tình ngu ngốc. Anh đi ra đây cho tôi. Ra đây. Em biết anh ở trong này mà, anh trốn hả? Đi ra đây. Để em cái bà thì vào đó không? Anh không biết gì đó thiệt à. Không biết thiệt á. Không biết hả? Không biết mà. Không biết. Ôi da. Chết anh với tôi nghe chưa? Ây da. Anh không biết thiệt mà. Ây da. Gãy tay anh rồi. Trời ơi. Sĩ ơi, anh rể bị gãy tay rồi nè. Sĩ ơi, anh rể bị gãy tay rồi kìa. Sĩ ơi, sao rồi con? Gãy tay rồi hả? Trời ơi, làm sao giờ? Ôi ra. Ôi sorry sorry. Ráng chịu kiên cường. Mày kiên cường lên con ơi. Con sẽ chịu trách nhiệm. Ráng luôn. Mày tâm con sẽ chịu trách nhiệm mà. Thôi không có nói ba trong mày. Không có nói ba trong mày. Anh đâu chị? Anh ở trong kìa, nhanh lên. Sao đi gãy tay dữ vậy anh? Anh thấy có sao không? Thấy tám ông sao luôn gì sao. Đau quá à. Đưa đi bệnh viện liền đi. Dạ anh cố gắng chút xíu nha. Đứng dậy thêm. Đứng dậy được không? Được chứ được. À nào á à. Chết được rồi. Cái gì mà yêu ớt quá à. Dạ không sao, không sao, không sao, không sao đâu. Không sao đâu. Rễ Quy, con phải luôn giữ khí tiết nha con. Giữ khí tiết cho ba. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một, oh oh. Gia đình là số một. Xoay vòng những âm thanh sao thật thân thương, tiếng nói ấm áp của gia đình. Và có khi là những âm thanh thật chát chua. Ôi cãi vã đến đau đầu. Không ai ở trên đời này có thể lựa chọn nơi chúng ta được sinh ra. Dù thế nào phải luôn nhớ, chẳng cách gì để thay đổi. Vì chẳng có nơi đâu đáng yêu hơn chính nơi này. Chẳng nơi đâu yêu thương nhau hơn chính gia đình này. Dù ngày mai tương lai có đôi thầy, ta vẫn luôn sát vai. Gia đình là số một, oh oh. 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 Gia đình mình không đơn, sẽ không ai bận chuyện linh tinh. Gia đình ta dù ra sao vẫn cứ thế khăng khít bên nhau. Dù lắm lúc cân khinh vô tình nhưng sẽ không qua được gia đình mình. Mọi người ơi, mọi người à, dù anh đang ngã nói như thế là gia đình mình mãi là số một. Và gia đình mình sẽ mãi là số một. Yeah. Gia đình là số một, oh oh. 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 Gia đình là số một. Nhắc TV7. Trở thành đại lý kẹo gạo lứt Coleman chỉ với 3 triệu đồng. À nhanh tay phát tài ngay. Gia đình là số 1, oh, oh, oh. 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 Gia đình là số 1, oh, oh, oh.